Ôi, mình thì hình như là bạn bị lác thật à? Có bị lác không? Vâng, bạn nữ này thì khá là xinh gái. Bố mày đang nói thật. Bố mày lại sợ mày quá, bố mày lại sợ mày quá luôn đấy. Bố mày lại sợ mày quá luôn đấy. Thì con mẹ bố mày lại kinh mày quá luôn đấy. Bao con mẹ mày lại chửi nhau. Thì mẹ mày điên xem nào, đâu rồi? Thì mẹ bố mày đâu rồi? Thì mẹ mày đâu rồi? Đâu rồi? Thì con mẹ cái chỗ chat. Ít mà mày bố mày phải đi tìm bằng được cái chỗ chat đâu rồi rồi. Ôi, đi mà mày hiện chat tổng các kiểu đây. Ok. Ơi ơi, bố mày tắt, đéo biết, đéo biết, đéo hiện nữa. Ok, bố về nhà đừng đéo biết. Cái chuyện này bình thường. Một đứa con gái ngày hôm nay nó hứng lên thì nó bảo là có. Nó đéo hứng nữa ngày mai lại bảo là không. Anh nói thật, em biết trai thằng nào chả thế. Thì ông giống nhau hết. Cùng lắm là khác nhau về cái gọi là chất lượng và lại thời lượng thôi. Cái câu chuyện đấy không có gì hài đúng không? Không có gì buồn cười và tôi cũng cảm thấy thế. Ôi, ui chân trắng thế, đéo có nốt mũi đốt luôn. Chân trắng thế. Chia tay rồi có được vẫn làm bạn được không? Bạn trịch còn được. Chúng cậy đông hiếp yếu, ta đi về thôi. Diệt quái trừ yêu là công việc của ta. Ta không có kêu ai cả. Bọn yêu quái. Đây không phải chuyện đùa, thật. Đéo. Đéo và đéo. Các cháu đến giờ là đi ngủ nhá. Thế là đừng như thế nhá. Em ạ, thật ra em cứ tự ảo tưởng tiếp đi. Em có thấy thương bố, thương mẹ không? Fucking wow shit. Giời ơi, nghe có vẻ lâm ly bi đát nhỉ. Hello mấy cưng. Hello con cặc. Mày bị điên à? Chết đời này mê trai là khổ nhất. Ngày trịch mấy lần. Nghe nó khấm lọ. Là nhân với chó, chó liếm mặt đúng không? Ta nói mà mặt mình cứ cân cân như thế đúng không? Quay tay một ngày mấy lần thì tốt. Sao bạn chửi mình, mình làm gì bạn đâu bạn chửi mình? Mình xin chia sẻ thật lòng như thế này. Là tin chứ. Tin tất đéo là được. Ôi giời, ôi giời, ôi giời, ôi giật hết cả mình. Ôi giời, con quẩy ạ, quẩy. Vãi cả lồn. Vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay. Vỗ tay gọi. Xinh và hấp dẫn vô cùng. Bố mẹ ở nhà thì còng lưng ra nuôi đi học. Yêu với đưa cái gì? Hả, yêu với đưa cái gì? Là anh ơi, cứ đẹp không chơi. Ôi, mình thì hình như là bạn bị lác thật à? Có bị lác không? Vâng, bạn nữ này thì khá là xinh gái. Bố mày đang nói thật. Mày sợ mày quá, bố mày lại sợ mày quá luôn đấy. Bố mày lại sợ mày quá luôn đấy. Thì con mẹ bố mày lại kinh mày quá luôn đấy. Bao con mẹ mày lại chửi nhau. Thì mẹ mày điên xem nào, đâu rồi? Thì mẹ bố mày đâu rồi? Thì mẹ mày đâu rồi? Đâu rồi? Thì con mẹ cái chỗ chat. Thì mẹ mày bố mày phải đi tìm bằng được cái chỗ chat đâu rồi rồi. Ôi, thì mẹ mày hiện chat tổng các kiểu đây. Ok. Ơi ơi, bố mày tắt, đéo biết, đéo biết, đéo hiện nữa. Ok, bố về nhà đừng đéo biết. Cái chuyện này bình thường. Một đứa con gái ngày hôm nay nó hứng lên thì nó bảo là có. Nó đéo hứng nữa ngày mai lại bảo là không. Anh nói thật, em biết trai thằng nào chả thế. Thì ông giống nhau hết. Cùng lắm là khác nhau về cái gọi là chất lượng và lại thời lượng thôi. Cái câu chuyện đấy không có gì hài đúng không? Không có gì buồn cười và tôi cũng cảm thấy thế. Ôi, ui chân trắng thế, đéo có nốt mũi đốt luôn. Chân trắng thế. Chia tay rồi có được vẫn làm bạn được không? Bạn trịch còn được. Chúng cậy đông hiếp yếu, ta đi về thôi. Diệt quái trừ yêu là công việc của ta. Ta không có kêu ai cả. Bọn yêu quái. Đây không phải chuyện đùa, thật. Đéo. Đéo và đéo. Các cháu đến giờ là đi ngủ đi nhá. Thế là đừng như thế nhá. Em ạ, thật ra em cứ tự ảo tưởng tiếp đi. Em có thấy thương bố, thương mẹ không? Fucking wow shit. Giời ơi, nghe có vẻ lâm ly bi đát nhỉ. Hello mấy cưng. Hello con cặc.
đời này mê trai là khổ nhất. Ngày trịch mấy lần. Nghe nó khấm lọ. Là nhân với chó, chó liếm mặt đúng không? Ta nói mà mặt mình cứ cầm cơm như thế đúng không? Quay tay một ngày mấy lần thì tốt. Sao bạn chửi mình, làm gì bạn đâu bạn chửi mình? Mình xin chia sẻ thật lòng như thế này. Là tin chứ. Tin tất đéo là được. Ôi giời, ôi giời, ôi giời ơi, giật hết cả mình. Ôi giời, ba quẩy ạ, quẩy. Vãi cả lồn. Vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay. Vỗ tay quẩy. Xinh và hấp dẫn vô cùng. Bố mẹ ở nhà thì cầm lương ra nuôi đi học. Yêu với đưa cái gì? Hả? Yêu với đưa cái gì?